Tôi nhiệt liệt chào mừng bốn đội đại diện cho bốn chi đoàn về sự hội thi nghi thức đội ca múa nhạc Có Phần Đỏ và thiếu nhi kể chuyện xã Liên Phương hè năm 2022. Tôi tin tưởng rằng với sự quyết tâm cao của các đơn vị, sự quan tâm của các cấp các ngành, những hoạt động của hội thi sẽ diễn ra thành công tốt đẹp, góp phần cổ vũ động viên thúc đẩy hoạt động công tác đội và phong trào thanh thiếu nhi trong thời gian tới. Với như đó, thay mặt ban chỉ đạo hoạt động hè xã Liên Phương, tôi xin long trọng tuyên bố khai mạc hội thi nghi thức đội ca múa nhạc Có Phần Đỏ và thiếu nhi kể chuyện xã Liên Phương hè năm 2022. Xin chân thành cảm ơn. Việt Nam ơi, mùa xuân đến rồi. Việt Nam.